Phiên bản được mệnh danh là ông vua trong dòng gập bẻ kéo, đó chính là chiếc Lupilus 10.000, ngày hôm nay được di chuyển tới huyện Hầu Bàng của tỉnh Bình Dương. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Tiếp tục là những chuyến hành trình dài mang những sản phẩm nội địa Nhật Bản tới tay khách hàng. Ngày hôm nay Ngọc Gia Ban có cuộc hành trình di chuyển tới huyện Hầu Bàng của tỉnh Bình Dương để bàn giao cho chị Lê Thị Hằng chiếc ghế được mệnh danh là ông vua trong dòng gập bẻ kéo, cũng như là phiên bản của thương hiệu Femini Inada, một trong những cái phiên bản nổi tiếng. Và ngay lúc này thì bạn Nam, nhân viên giao hàng của Ngọc Gia Ban trong quận 12 đang tiến hành lắp đặt và tháo dỡ các cái lớp băng cuốn ở bên ngoài, cũng như là sau đó hướng dẫn chi tiết cho chị Hằng sử dụng. Trong ngày hôm trước thì Ngọc Gia Ban đã có trao đổi với chị Hằng, thì chị có nghiên cứu qua một số thiết bị để chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà, phục vụ cho hai vợ chồng chị làm công nhân sau những giờ căng thẳng cũng như là mệt mỏi. Và sau khi được biết tới những mẫu ghế massage thì chị có nhìn thấy cái thị trường ghế massage nội địa Nhật Bản hiện đang được rất nhiều người quan tâm và cũng như là tìm kiếm về những thương hiệu nổi tiếng. Sau khi chị xem trên YouTube thì chị có thấy Ngọc Gia Ban có các cơ sở từ miền Bắc cho tới miền Nam, cũng như là về cái dịch vụ bảo hành và sửa chữa ngay tại nhà. Ngay sau đó thì chị Hằng đã liên hệ với Ngọc Gia Ban và cũng như là tìm hiểu sâu thêm một chút về tính năng của phiên bản Lupinus 10.000. Sau đó chị đã quyết định chốt chiếc này và mong là Ngọc Gia Ban có thể vận chuyển chiếc ghế tới, lắp đặt và hướng dẫn chi tiết cho chị về cái cách sử dụng. Bởi vì chị không biết tiếng Nhật cũng như là về cái phong cách sử dụng của những cái chiếc ghế massage, chị chưa được tiếp cận bao giờ. Ngay lúc này thì bạn Nam, bạn ấy đang hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho chị chi tiết về những cái động tác cũng như là về cái ưu điểm của phiên bản Lupilus 10.000. Chị Hằng cũng có chia sẻ với Ngọc Gia Ban là hai vợ chồng cũng đã cố gắng làm ăn tích góp để có thể là lựa chọn được một cái chiếc ghế nó thực sự là chất lượng và cũng như là có cái hữu ích tới sức khỏe. Cũng chuẩn bị bước sang một năm mới, Ngọc Gia Ban gửi lời kính chúc tới anh chị một sức khỏe dồi dào, luôn luôn thăng tiến trong công việc, bước sang năm mới, phát tài, phát lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.